Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Và tiếp tục trong video của ngày 21 tháng 4, Phạm Thức Audio tiếp tục giới thiệu đến quý vị bạn và thanh lý tới anh em chiếc Omni Pioneer 7900 trơn tiếp theo. 7900 thì nó không có phiên bản mắc đôi hay trơn, nhưng em nhấn mạnh cái từ trơn bởi vì nó không có mắc đôi đằng sau. Bởi vì lúc sáng nay em thì có đăng lên 7900 thì cũng rất nhiều anh em hỏi em là có mắc đôi hay không. Cái này chúng ta cũng không thể cười anh em mới chơi được, bởi vì những anh em mới chơi thì không phải ai cũng biết và ai cũng nghĩ rằng tất cả các sản phẩm nó đều có mắc đôi và trơn, đúng không ạ? Và cũng rất cảm ơn một bác ở Hà Nội đã chốt chiếc Amly lúc sáng nay với 2,6 triệu. Con đấy thì nó bị xước sát nhiều điểm hơn, anh em nào đã nhìn và xem con video đó, con âm ly đấy rồi thì đã biết. Còn con này thì em cũng tiếp tục thanh lý cho quý vị bạn, mặc dù nó là hàng bãi nhưng nó sẽ có hai khuyết điểm, nó là như thế này. Khuyết điểm thứ nhất là về cái ngoại hình là nó cũng xấu hơn những con đẹp đen ken. Đây, nó có một tí xước ở trên đỉnh này, đây, đấy, hai điểm. Đây, điểm nữa là ba. Đấy, còn lại các cái mặt bên dưới này của nó thì là đẹp, đẹp hơn con trước rất nhiều. Đấy, nôm na là con này nó chỉ bị xước một tí xíu ở trên đỉnh này thôi. Và cái tiếp theo nữa muốn nói đến đây là cái dây nguồn này này, nó bên kia nó bị đứt, bên dạng như bị chuột cắn, thì em đã thay bằng một cái dây nguồn khác. Đó là dây nguồn cũng là dây nguồn bãi thôi, nhưng em thay một cái dây nguồn mới, dây nguồn số 8 của đài ấy. Đấy, bác nào chơi đài radio thì đều biết là cái dây số 8 đấy là dây bãi, nó có bán rất nhiều ngoài thị trường. Và nó cũng là dây xịn của Nhật chứ không phải là dây dây Aloso. Đấy. Thì chiếc Omni này hiện tại bây giờ như quý vị các bạn vừa nghe thì cũng đang chạy hoạt động hoàn hảo, không lỗi lầm gì cả. Và ruột gan máy thì cũng rất còn tươm tất và đẹp. Đây là phần hậu dưới của nó nhá. Đây. Đây, cũng phần hậu dưới còn rất sáng luôn. Và cũng sử dụng 4 con suất giống hệt là lúc sáng mà em đã giới thiệu đến quý vị các bạn. Đấy, còn bây giờ thì em sẽ tháo phần đế ra để cho anh em nhìn rõ hơn con suất đó, bởi vì lúc sáng nay em quay lên thì cũng khá nhiều anh em hỏi về con suất đó là con suất gì, tại sao không mở nắp ra. Nhưng mà cũng có một bác đã tin tưởng mua rồi, với lại là em dám dán tem ở đây để bao cho anh em là suất xịn. Bạn dán tem ở đây này, sau khi em bán cho quý vị các bạn thì luôn luôn em sẽ dán thêm một cái tem ở đây để anh em không mở được cái nắp này ra, để tránh cái tình trạng anh em mở cái nắp này ra cũng có thể nhấc được con suất của nó ra mà. Đấy, một số bác thì tắt cái nguồn này đã này. Sợ nhất là gặp những cái người mà nó không đẹp tính thôi. Chứ còn những người mà mọi thứ nó ok, đây em đang làm bằng một tay nhá. Đấy. Nên nó hơi chậm chạp một tí. Đấy, phần hậu dưới của nó đây. Cái con suất của nó chính là suất 2525 và 1075. Có phải con này chính là của con 7800 mắc đôi đúng không ạ? Như em đã nói rồi, 7900 nó có 3 đời suất cơ mà. Một đời suất Sonic. Theo em đánh giá thì Sonic nó còn khỏe hơn sau này một tí. Nhưng mà anh em thì cứ thích sò này hay như nào thì em không quan tâm vấn đề đấy đâu. Vấn đề là nó zin là được. Đấy, nó zin và nó hoạt động chuẩn là được. Đấy. Thì và nó có một đời xanh đen nữa, đó là cũng 1075 và 2525. Thì cái con 1075 này nó là màu xanh này, nhưng cũng tên là như này, cũng ép sò ép như này. Đấy, thì nó có hai đời đấy, anh em nhìn cái vỉ mạch của nó đẹp không ạ, đẹp keng đúng không ạ? Đó, và con này thì đây đang chạy hoạt động hoàn hảo. Con này nó bị ít bị xước sát hơn, thì em xin phép được báo giá tới quý vị các bạn và anh em. Thì giá con này em xin bán ra với giá là 3,2 triệu. Anh em chốt thì liên hệ nhanh qua số điện thoại 0972192087. Cảm ơn quý vị các bạn. Mời anh em cùng nghe thêm một đoạn test nữa rồi chúng ta tạm dừng ở đây.